Dạ em chào cô chú anh chị, thì sáng hôm nay thì em có mặt chỗ bếp cơm Phước Thiện. Dạ thì bà con mình thì sáng nay đang làm vào những cái hộp cơm để mà một tí nữa thì sẽ đi phát cho bà con nghèo, bà con khu cách ly. Và trước mặt cả nhà đây là những cái phần cơm đã vào hộp xong rồi, thì mỗi mà bọc thì là 30 hộp cơm. Và những chai nước suối này thì một hộp cơm thì có canh, đồ ăn và một chai nước suối. Dạ em chào chị ạ, em chào mấy chị. Dạ. Dạ. Dạ đây là những phần khô cá tra anh chị. Thì đây là anh bếp trưởng, thì anh bếp trưởng đang vô cơm. Anh cho em hỏi thăm xíu là bếp mình hôm nay là nấu bao nhiêu phần anh hả? Nay nấu giảm lại còn nhà máy nên không có thức đêm, anh chỉ thức khuya thôi. Dạ. Tối xuống là xây ba cái đồ ra tủ á. Dạ. Rồi để tới khuya anh xuống nấu. Cho nên 5 giờ là hoàn tất rồi. Dạ. Yeah. Yeah. Vậy là cái ngày hôm qua là cũng như là anh là không có ngủ luôn á. Không ngủ. Dạ. Yeah. Chiến đấu lên. Và thở cuối cùng luôn. Dạ. Yeah. Nói chung là bây giờ hôm qua ông nhận là bắt buộc mình phải làm thôi bằng mọi giá, rồi phải tìm mọi cách làm cho nó đúng chỉ tiêu của ổng. Dạ. Cái lợi thứ nhất là ổng hứa mà không có rồi mình cũng mất mặt với người ta đi lắm, cho nên mình phải ráng làm. Yeah. Nói chung anh em đây làm cũng vui vẻ, không có mệt mỏi, tuy mệt mỏi nhưng mà vẫn tươi vui cười chứ không có phàn nàn cái gì hết. Để mình làm để đem cái hộp cơm cho bà con người ta đói ra cho nó được ấm lòng. Yeah. Đây là bà xã nè, bây giờ bạn mới bớt bớt có xuống. Dạ đây là chị vợ của anh bếp trưởng, anh chị hổm với lại em nói biết luôn. Anh chào chị. À, xưa nấu công ty 700-800 là một mình đó. Nấu công ty á. Dạ. Cá thủ đó nó dẫn đâu. Dạ. Vậy là nhà chị cũng là bếp cơm hả? Đây, đây. Xưa là đi nấu bếp công nghiệp cho mấy công ty á. Dạ. Nhưng mà sao lại về làm ở đây bữa hổm dịch bệnh và cái bữa xuống làng cái nó đau cái lưng cho nên đã nghỉ giữ. Dạ. Dạ. Mà là tái sức dành. Dạ. Mẹ lắm thấy vậy chứ. À, vậy là nhà anh là có một bếp trưởng, một bếp phó với một chị kia không biết gì ta. À. Dạ hôm nay thì sáng sớm thì mấy anh chị xuống cũng có sớm anh chị xuống mỗi người tay cho những phần cơm vào hộp, và cũng có mấy anh chị thì cho cô, cùng mấy anh chị đóng gói thì mỗi người mỗi công đoạn. Dạ thì một tí nữa thì em sẽ đi phát cơm cho bà con vô gia cư. Thì hôm nay thì em đi có một mình, em sẽ chạy xe kiếm mấy cô mấy chú lớn tuổi thì em sẽ phát cho mấy cô mấy chú ăn. Chỗ này là chỗ ga cơm.
Đây là những thau khô. Dạ, sau khi mà cho hộp cơm vào, sau khi cho hộp cơm vào thì cô sẽ dùng một cái túi thì sẽ đựng đựng cơm vào túi, thì mỗi túi là 30 phần cơm, 30 hộp cơm. Và sáng hôm nay thì mấy anh em thì cũng có mặt rất sớm, và số lượng ngày hôm nay thì ít hơn ngày hôm qua. Đúng với cơm này biết là họ khỏi cả ngàn cơm. Dính cái lụm bỏ mình. Phải đi dục cái đó nữa, mai nãy giờ là cột 5 hộp rồi đó. Mỗi người mỗi công đoạn. Dạ. Cần hai người chiến với là chạy cùng. Sau khi anh bếp trưởng anh nấu cơm xong thì anh sẽ ra múc những cái hộp, những phần cơm vào hộp, và sau đó thì vợ của anh sẽ để khô vào, và chị gái này sẽ đóng hộp muỗng. Thì cách thức hoạt động giống như là một cái xí nghiệp vậy, mỗi người mỗi công đoạn. Buổi tối mình làm đẹp lắm, cái sáng đông quá đây. Đó thì một trăm mấy tiền nữa. Anh Toàn coi, còn cái chảo đó nó chín đó chưa? Chín anh vớt ra, anh chích cái gỗ kia vô nữa xong rồi. Mình cứ để nó đi lại chút nữa là mình ra cơm xong rồi bắt đầu căng để hành vô là hết rồi. Không lấy rồi mất công.
Không, giờ 5-6 trăm này là dễ à. Con cá tập trung đông quá. Con cá là nhà hay chịu khó chạy vòng vòng á. Đừng cho. Tí nữa em mới đi. Dạ, cứ từ từ. Tí nữa em mới đi. Chúng nó đi à. Cơm khô vậy đó ăn quá ấm rồi. Cái đó thật tâm đó. Nó phải là tốt rồi đó. Mình làm cũng đâu ăn uống gì đâu, buông ra đi về tỉnh queo về tắm rửa cái cầm giấy nó mới kêu bà ngoại xuống ghế rồi vệ sinh cái chân đuổi bà ngoại về bà mới xuống bà ngồi nghỉ cho khỏe giờ cái đuổi bà ngoại đi về luôn cái chân xong cái ông kêu đi xuống ấy ba cái thịt thì Staffy mấy cô chú anh chị cũng như anh bếp trưởng đã nấu cơm xong thì múc cơm vào hộp và cho vào một cái bịch thế này thì trước mặt cô chú anh chị thì mỗi bịch thì là 30 hộp cơm.